Hello, xin chào anh em, xin chào tất cả mọi người quay trở lại kênh thiết bị điện Thanh Tâm nha. Hôm nay Tâm có cái bộ chuông điều khiển từ xa nha, bằng remote nè. Đây là chuông Trang dùng điện 220V và dùng điều khiển từ xa bằng remote nha. Và có nút bấm tại chỗ luôn, trong trường hợp chúng ta cần bấm tại chỗ ha. Và đặc biệt cái bộ này thì nó kèm theo cái dây nguồn dài khoảng 1m8 nha, có công tắc trên dây luôn, rất là tiện dụng nha. Có bộ ốc vít đi kèm theo. Và cái bộ điều khiển này chúng ta có thể ghép các tay remote tần số 433MHz là ghép nối được nha. Đây, đi theo bộ mặc định nó là tay remote nhỏ này, on off ha, có khóa treo luôn. Bây giờ mình sẽ cắm điện vào test thử cho anh em xem nha. Đây, cắm điện 220V vào, ổ điện ha, cắm vào. Rồi bật công tắc nguồn ha. Rồi sau đó mình bấm tại chỗ đây. Đấy, hoặc là mình bấm điều khiển, bấm bật tắt on off ha. Rất là tiện dụng, remote thì xuyên tường xuyên vật cản luôn.